Tăng 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 nhảy đi bậy tăng 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 nhột 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 ơi hai đứa mình nhảy không được ôi cha cha ma ly lấy chồng già già cha 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 đi về đây không lấy được ông già. Chủ gì? Chủ ơi, ủng hộ bổ mới điện xui lắm đó chá. Mà hay ngủ mấy chi luôn hả? Là sao vậy? Trời ơi, cái bệnh nó đột biến vậy còn 8 triệu. Quý thì đi với hồn giết nó lấy thì nhưng bệnh là đột biến. Đúng rồi, cái bệnh bữa giờ mình bán miệng nhà bà bây giờ không biết có chưa? Nhưng đi bữa nay là 8 triệu rồi cú. Nói là mắc luôn hả? Ừ, mình đã mắc rồi. Tại vì hôm qua là cuối cùng đâu
là bây giờ ổng có đưa tôi bên 3 triệu thì tôi nói là cái bình bị mắc hả? Ừ rồi. Giờ tôi bán cho bà cái bình này 4 triệu. Ừ, là ổng có thêm được 1 triệu nữa. Rất nhiều đó. Là bây giờ ổng có đưa luôn 3 triệu là tôi nói là bị mắc luôn hả? Ừ. Rồi tôi bán cho bà cái này được 4 triệu. Đúng rồi. Lại 4 triệu nữa. Ừ. Mà sao lẹ đi, suy nghĩ lẹ đi đi. Là tôi trả bà 500 còn 3 triệu giữ hả? Ừ, quên nó chứ, tôi chưa quên 500 luôn á. Vậy giờ đưa 3 triệu giữ đây. Trời ơi, để giờ đâu vậy nè. Tôi cắt cái bình vô đi, để một. Chứ dạ, chung lên bán ông luôn. Bây giờ chút ông lên mấy cái bình là biết cô ăn sao. Vui quá. Trời giấu giống như mày, bây giờ mày cắt tôi cắt đi luôn. Chút xíu nữa là tôi bán ông, chút xíu nữa là tôi lấy tiền của ba tôi ăn. Là 3 triệu giữ nha. Ừ, chút xíu tôi lấy tiền là tôi bà quầy hết, không có thiếu bà luôn á. Ủa, chắc nha. Qua đưa tiền xong rồi, có nói nè. Trời ơi, lâu lâu. Chị cũng ngồi đừng có nói một gì là tôi kiếm thấy được cái bệnh nha. Không nói gì hết trơn á, là ổng vô là bắt đầu ông nói là ổng có ra chưa rửa bệnh nha. Ông cứ nói là em kiếm quà ăn gặp, trộm lấy rồi. Nó trộm lấy đi. Nó trộm luôn hả? Nó trộm luôn đi, đây giờ ổng nói không lấy. Trời ơi. Nó trộm lấy rồi xong cái hổng kiếm mình tôi đưa ra nữa, tôi mới phát hiện. Nhưng mà bà đừng khai được tôi nha. Biết rồi. Giờ ngồi đợi ông lên đi. Ông có già gì giờ này chưa thấy lên hết á. Bây giờ không nói gì nữa, nói nhiều rồi. Bây giờ
tức như là khách hàng đó nó nhờ anh đi gom hàng giùm ba cái vụ mình cần biết đúng không? Thì ngày qua nó đẩy giá lên 4 triệu thì anh mua của em 4 triệu về đúng không? Ngày qua buông lên 4 triệu cái rồi cuối cùng anh liên lạc nó chưa được, hôm bệnh nhà thì bây giờ vợ anh cần tiền làm vốn làm ăn gì đó, bắt chửi má trời cũng nghèo quá giờ luôn, đi cái đầu luôn nè, nó phải ồn ào nào ảo ổng ổng buồn cái ổng ý mà đấy con còn cái bình anh bán tính sao có kêu cái bình của tôi bị cái chợ lấy thôi chợ gì cái bình cả đâu sao mà không lấy hơn không cái bình mé nữa chứ sao thời giữ sao sao đó bình tôi bị chợ lấy thôi tạm thời giữ đó đi liên lạc từ cái đó rồi là mình đem bán rồi bình của em của em là 3 triệu đúng không? Thì bây giờ cứ để không, đi. Nãy nó không chờ mắt đâu mà. Nó không chờ gì đâu. Bình ông đi giờ có ai khuôn nó đâu mà mình cổ gì hả? Ôm ngủ. Quỷ này ngộ lắm. Hồi nãy tự nhiên nó bị ôm sầm quá thì mày giữ nó đi. Chừng nào anh đi. Giữ gì? Mà hồi nãy nó được 4 triệu. Cái giờ nó còn ướt hàng nó đậu lằn lòng tôi à. Ủa hồi anh ngộ ngộ quá. Qua ông nghe ông Hùng nói là tiền trao thì trao múc chưa tiền nhưng mà tiền trao nó múc nhưng mà nãy bà trả nó 4 triệu nghe mà ông ứa hàng của nó nhưng mà là sao là ý là sao mà anh không hiểu là giờ cái bệnh nè lúc đầu là quên rồi mà là nãy cũng tẩy tôi tẩy rồi tẩy cái ông nói gì 8 triệu cái bệnh á nó quỷ nó biết gì đó cái nó chạy qua tôi nãy nãy giờ nó ngồi đang nghĩ tôi muốn chạy thử luôn cà là để này cho nó cái bình là 4 triệu rồi nó nổi lỡ thùng lên rồi hỏi bình tôi đâu nó xuống rồi nói là cái chạm đấy rồi hèn chi tao mới bước vô mày nói cái bình mày mắc rồi đúng là mày quỷ hay là mày mới là lạc lộng á lạc lộng gì sao mà cao nó cái bình ông còn ứ lại 4 triệu á ứ lại cho bắt đầu cái mặt nó dở khỏe à đúng rồi tôi nè em nói nghe nè nếu mà em nói mua cô ảnh tiền đâu thì đúng rồi cứ quỷ chở là mặt chở bánh chén à vậy vậy mà nãy nói gì chưa tính đó chưa tính đồ gì giờ ôm mình đi ngủ giữ mày cũng vậy nữa hồi nãy ông mình lên ông không có nói còn ứ cho mình lại nó bảo đảm nó mua tôi liền mày á mày chốt giá với anh 3 triệu rồi mày đi đem qua mày bán cho con Linh có bán 4 triệu nó thúi luôn cả chuyện làm ăn bởi vậy tôi nói không giữ chữ tính là vậy đó ôi trời ơi bởi vì người đâu không giữ chữ tính vậy cũng bởi vậy tôi nói thằng này ha nó làm ăn như người ta ha chở cháu chở cháu chở quỷ này nào nó tôi mày chốt anh 3 triệu rồi đã cho đã cái mày đem mày qua mày bán cho con Linh quỷ này nãy giờ không nhận để người ta chở nào tổ người ta nhận gì ông cũng mày cũng ham mày nghe rồi nó dụ ông chịu chờ anh chút anh có điện thoại bán rồi chút tôi mua ê nghe em anh nó điện lại để coi anh nghe em ơi mua bệnh hả à. Trời ơi mày làm anh hú hồn một đêm qua anh ôm cái bình về 4 triệu anh ôm cái bình về anh để nhà anh phải mượn vốn của vợ anh mượn tiền của vợ anh rồi lấy cái bình về giùm em á rồi anh để nhà mà liên lạc em hoài có được đâu. Dạ tại hôm qua mất công chuyện nên em gọi anh bắt máy. Trời ơi mày làm tôi hết hồn tôi lên tim luôn. Sáng nay em nói nghe nè cái bình đó bữa nay nó lên giá tới 10 triệu đó nha. Ủa gì vậy? À rồi lên nữa hả? Rồi lên 10 triệu hả em? Rồi để anh biết rồi trên này có nhiêu anh gom hết cho em nhiêu. Cái gì 10 triệu dữ vậy? Cái bình cứ ngày hôm qua mà nó lấy là có 8 triệu nhiêu. Bữa nay anh ôm lại một ngày, bữa nay nó lên 10 triệu. Rồi cái bình hay sao? Rồi cái bình của em giờ thông nhiêu? 3 triệu. Của em mình chốt giá 3 triệu rồi. 3 triệu? Sao ta trả 10 triệu nữa cả? Tự nhiên cái giờ ta mua 10 triệu bây giờ ông giữ giá cũ không ta? Đúng rồi. Bởi vậy tao mới nói vừa mày. Hồi nãy tao nói cháu chở vậy. Bây giờ là lặt lộng là mày luôn á. Mới vừa nói à. Lặt lộng lộn gì đó mày nói sao? Lặt lộng lộn gì đó ủa mà cũng đúng không ư? Ông nghĩ đi ban đầu ông nhớ chứ lúc đầu mà
Tại vì do cái bình nó đột biến đúng không? Nó mới có cái giá lên dục dục như vậy. Chứ lúc đầu anh chốt em nhiêu? Anh chốt em có 3 triệu rồi, em đồng ý bán anh thì anh cầm 3 triệu lên. Từ ngày hôm qua anh cầm 3 triệu lên, em có bình rồi em đưa cho anh đâu. Bà đầu vốn ông có 200 ngàn mà giận được 3 triệu rồi thôi đưa bình cho ông đừng mơ. Tại tại nó tham nó vậy á, nó tham tính. Ông bảo không có tham nó 3 triệu, 3 triệu làm chơi vậy? Nghe nói hoài. Nghe nói không đâu. Làm ơn nè, đưa tiền đem nội. Tiền thì ngày mai giờ anh lấy bình trước, mai em đưa tiền. Chị ông nội. Gì vậy? Cái vụ gì? Ông Công có nói câu gì? Thì giờ lấy bình trước, mai đưa tiền. Chứ à, làm ăn nha, làm ăn y chứ y như câu ông ngày hôm qua nha. Tiền trao là cháu phúc, mắc mối gì ông đem bình về, mai ông đưa tiền tôi. Chứ bữa nay anh còn ôm cái bình nha. Nhà anh là chưa giao được à, bình của Linh anh ôm nhà kìa. Thì có nhà lấy bình lên đâu bán. Mày không nghe, nó mới vừa gọi điện thoại anh, nó xin lỗi anh không. Nó nói là ngày hôm qua nó đi công chuyện cho nên là không có liên lạc được. Thì cho nên cái bình ở nhà anh chưa ra luôn rồi. Dốt đâu anh, giờ anh đưa. Thì giờ mày đưa bình đi, giờ tao giao luôn. Ôi, ngày qua ai nói câu là tiền trao cháu hút. Có tiền là có hàng. Vậy thôi, mai anh đem tiền anh đưa đi. Bây giờ tôi giữ lại cái bình à. Thôi giờ tao lỡ nói thì tao giờ tao chịu. Giờ biết sao giờ. Nhưng mà mày nên nhớ là mày chốt với anh 3 triệu rồi nha. Chứ mày không có lật lọng cái kiểu mày đi mày... Thì đó thì giờ nó báo giá vậy tụi em nghe rồi đó, anh khỏi phải nhắc lại. Bây giờ là có tiền không? Có tiền lấy tiền. Đã nói không mà cái đầu cái hàng quá anh còn ôm nhà. Mày không có hả? Tiền cho cháu bút vậy thôi. Không ơi, bây giờ đi mà nhảy. Chưa ra hàng được mà bởi vậy tôi mày làm ăn anh em mà không có tin tưởng gì. Trời ơi, thôi giờ mai lấy tiền. Trời ơi, đi chỗ khác đi, để tôi kiếm chỗ làm cái kiếm tôi cắt. Cái tôi cắt, tôi cắt. Anh em làm ăn mà mày không tin tưởng gì hết. Anh em quẹt như nè. Tụ cái câu nói này nè, ngày qua tôi nói sao? Không lẽ anh cái anh em đưa tiền trước được hả? Ông nói tôi sao? Tiền trao cho bút. Ông này là nói được bây giờ cái giỡn được lại hả? Anh có nói vậy không? Có, đúng rồi, ông ơi, đúng chữ rồi phải. Dạ, là ông uy tín anh em. Ông nói là không có uy tín gì hết. Tiền trao cho bút bằng có hàng của em. Có câu gì thời giờ đồng tiền là cái gì đó. Thời giờ là có tiền có tất cả rồi. Giờ gặp nó thôi để cầm bình mai đưa tiền mà không đó đâu. Mạnh có nói vậy đâu. Chào mày đứng lên đứng nè. Mày đứng lên. Mày đứng lên. Mày đợi dậu đổ bìm leo là mày. Chú có nói đâu. Ông nè, mà nãy giờ những cái câu có ông nói tuần sau hả? Là y nghèo bạc cái ông nói tôi vậy. Ôi đi uống nước, tôi cắt cái bình cho. Mày đã lừa. Ngu hả? Đâu nữa. Mày thừa gió bẻ băng, mày thấy người ta yếu thế cái là dậu đổ bìm leo liền. Thì những chỗ đổ quyền leo là ăn gì à, thời buổi giờ anh em chứ làm ăn là tiền bạc hay trước thấy giờ thôi nói nhiều quá anh ơi. Đi không rồi thấy hàng cũng đưa tiền rồi tiền trao cháu bút rồi con này có hàng không có kèo chưa chiều nay có chiều nay anh kia là vô mánh vô kèo luôn. Đi kiếm chỗ kia khác tôi chắc nó bình rồi cắt đi rồi đi ra sao nha. Đi chú đi chung lượng con bé con cắt đi quét cắt bệnh không chưa ra uống nước trời kìa đâu rồi nước gì nước xích khỏi đi uống luôn á thấy cái lặng cố người không mày đặt bữa nay kêu tao đưa bình trước rồi nhận về bán 8 triệu 10 triệu tao mua hai gì á ngàn ba cả. Ngày hôm qua cái lúc mà mày đi học á, tao kiếm mày không có, ổng cầm tiền lên lúc mà mày cắt cái bình chỗ khác á, mày nhớ không? Nhớ. Ờ, lên á, cái tao nói thôi giờ anh đưa cho em 3 triệu trước đi. Trời, có gì hơn giờ cái em đưa bình. Sĩ giả tao, nhục mạ tao, mày nói gì à? Nè, anh em à, cái gì à, tiền bạc gì á, tiền trao là cháo bút, xúc cái gì? Bồ, cái bữa nay mày đặt kêu đưa tám cái gì đưa bình tôi bán 8 triệu 10 triệu đặng hưởng mình cái dịch 3 triệu đâu luôn hả mà tao buông ông bà nói gì cái ông sĩ nhỏ